Lô xe Toyota Corolla Cross xả kho trong tháng 6 2023, tổng khuyến mại lên đến hơn 80 triệu đồng. Anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Cả một lô xe mới vừa về đến thị trường Việt Nam của chúng tôi hiện nay. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Những chiếc nào sẽ được giảm giá nào? Đó chính là những số VIN của 2022. Anh máy quay sẽ tiến ra gần hơn để chúng ta thấy được cả một cái dãy xe, cả một cái lô xe của chúng tôi. Đủ tất cả các màu sắc, đặc biệt nhất là những màu trắng ngọc trai đây. Còn đang sẵn hàng đủ cả hai màu nội thất để giao ngay cho anh chị. Khi mà Toyota Corolla Cross có giá niêm yết cho những VIN 2022 chỉ từ 746 triệu đồng cho phiên bản G, 846 triệu đồng phiên bản V và 936 triệu đồng cho phiên bản Hybrid. Cùng với đó nào, những số VIN 2023, bản G chỉ từ 755 triệu đồng, trong khi đó bản V chỉ từ 860 triệu đồng và bản Hybrid chỉ 955 triệu đồng. Đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay. Không chỉ có những chiếc Cross đâu ạ, ngay cả những chiếc Toyota Camry của chúng tôi cũng nằm trong đợt xả kho đợt này. Vậy là trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ rằng là Toyota Corolla Cross cùng Toyota Camry đang nằm trong chương trình xả kho cực lớn. Anh chị có thể thấy ngay không ạ? Camry nào, Camry thì khuyến mại còn tuyệt vời hơn, cũng giảm đến hơn 80 triệu đồng cho những số VIN 2022 khi mà Camry có giá niêm yết từ bao nhiêu ạ? 1 tỷ 070 triệu đồng. 1 tỷ 070 triệu đồng cho phiên bản 2.0G 2022, 1 tỷ 185 triệu đồng cho phiên bản 2.0Q, 1 tỷ 370 triệu đồng cho phiên bản 2.5Q và 1 tỷ 460 triệu đồng cho phiên bản 2.5 Hybrid. Đó chính là số VIN 2022 sẽ được xả kho giảm sâu lên đến hơn 80 triệu đồng cho Camry. Anh chị thấy cả lô xe Camry, cả lô xe Toyota Corolla Cross đang sẵn hàng đủ màu để giao ngay. Khi mà Camry 2023 của chúng tôi thì có giá niêm yết chỉ từ 1 tỷ 105 triệu đồng đến bao nhiêu ạ? Đến phiên bản cao cấp nhất là 1 tỷ 495 triệu đồng. Vậy là với bản 2023, Camry sẽ có giá cộng thêm 35 triệu đồng. Nhưng chương trình xả kho lên đến hơn 80 triệu thì số lượng cũng có giới hạn thôi ạ. Đặc biệt nhất là 2.0Q 1 tỷ 185 triệu đồng được áp dụng giá cũ mà vẫn được giảm lên đến hơn 80 triệu đồng. Còn Cross nào, chúng ta quay lại chủ đề của Cross ngày hôm nay. Khi mà Cross bản cũ 2022, bản V 846 triệu đồng nhá. Anh chị trừ được trực tiếp vào giá lên đến hơn 80 triệu luôn ạ. Vậy là chúng ta chỉ còn có hơn 700 triệu đồng cho phiên bản V 2022 thôi. Trong khi đó mà anh chị nào yêu thích VIN 2023 thì tổng khuyến mại của chúng tôi cũng lên đến hơn 40 triệu đồng rồi. Chưa bao giờ mà Toyota Camry và Toyota Corolla Cross lại nằm trong chương trình xả kho sâu mạnh trong tháng 6 đến như vậy. Cả một giải xe đây, cả một lô xe đang sẵn hàng đủ màu giao ngay. Để biết thêm thông tin chi tiết chương trình khuyến mại trả thẳng, trả góp, anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền. Đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi sẽ mang chiếc xe Cross, mang chiếc xe Toyota Camry đến tận nhà anh chị. Còn bây giờ chúng ta ngắm nhanh một chiếc Toyota Corolla Cross ở thế hệ mới trước khi đến phần tổng kết tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Có đến 7 màu sắc ngoại thất lựa chọn như màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu nâu, màu xanh xám. Rất tuyệt vời đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có cả màu ghi bạc nữa. Nào, chúng ta có thêm cả một cái màu xanh. Vậy là với 7 màu ngoại thất thì chúng ta lại có đến 2 màu nội thất để lựa chọn. Đó chính là màu nội thất đen cũng như là màu nội thất nâu đỏ. Để xem rằng là cái phiên bản mới này Toyota chia sẻ rằng là bản G nâng cấp mới nhất hiện nay thì sẽ trang bị thêm một chiếc màn hình giải trí lên đến 9 inch có khả năng kết nối CarPlay và Android Auto không dây, không cần dùng dây đâu ạ. Trong khi đó, chúng ta vẫn được thừa hưởng những tính năng cao cấp như khối động cơ 1.8 DOHC 20 cam tiêu chuẩn khí thải Euro 5, kết hợp hộp số CVT vô cấp hay như cụm đèn bi projector, ngoài ra hệ thống cụp gương tự động hay cảnh báo xuất lốp. Nào, chúng ta sẽ đi chi tiết từng phần từ phía đầu xe đến các phần tiếp theo. Xin mời anh chị. Đây là chính là tổng quan thiết kế ở phần phía đầu xe của Cross 1.8G phiên bản mới nhất hiện nay. Đầu tiên là ở phía trên thì trên nắp capo thì với những cái đường gân dập nổi rất thể thao và khí động học.
thì ở phần logo xe, logo phía trước của xe sẽ trang bị là logo mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Trong khi đó cái mặt ca lăng ở phía trước là dạng nan cáo như thế này, trông rất khỏe khoắn và thể thao. Tiếp đến chúng ta có một cụm đèn xin nhan kết hợp với cái đèn lăng tét ban ngày như thế này. Chúng ta tiếp đến đó chính là cụm đèn bi. Xe trang bị cụm đèn bi projector với hai chóa pha và cốt thì được tích hợp trong một cái bóng bi projector cho khả năng gom sáng bám đường. Tiếp đến chúng ta có hai cảm biến góc trước. Vậy là Cross bản G sẽ có đến 6 cảm biến, trong đó là hai cảm biến góc trước và 4 cảm biến sau. Phần đèn sương mù sẽ trang bị luôn là hệ thống đèn LED, vừa cho khả năng bám đường rất tốt. Về cái khoảng sáng gầm, như anh chị nhìn thấy ở đây, cả một gang tay của Văn Hội đã quá 20cm rồi. Cái khoảng khả năng thoát gầm ở phía đầu trước này rất tốt. Trong khi đó cái điểm thấp nhất của gầm sẽ là 161mm. Đây là dòng xe SUV đa địa hình, di chuyển linh hoạt mà lại rất tiết kiệm nhiên liệu ở tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đó chính là ở phần phía đầu xe. Mình quay sẽ quay tổng quan để chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết được. Trong khi đó ở phần phía thân xe sẽ là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cụp gương tự động, một trong những tính năng cực kỳ là hữu ích khi mà chúng ta sử dụng xe ô tô. Thì trên chiếc Toyota Corolla Cross 1.8G phiên bản mới nhất hiện nay đã được trang bị, kết hợp với mặt gương chỉnh điện hay là đèn xi nhan LED ở trên gương. Thì Cross 1.8G còn có những cái điểm mạnh gì ở phần phía thân xe như thế này? Trước tiên ở cái phần phía nóc, nó sẽ liền màu, những cái nẹp này nó liền màu với xe luôn, trông cảm giác xe trông to xe. Đây, trông to xe, khỏe khoắn, thể thao. Trong khi đó lốp xe sẽ trang bị là lốp Bridgestone với cái thông số lốp đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 215/60R17. Vậy là cái khả năng bám đường lên đến 215mm bề rộng ngang, la răng 17 inch, rất rộng rãi, đúng không ạ? Trông la răng dạng đúc. La răng này có điểm mạnh là chúng ta mà có xước thì chúng ta sơn lại cũng rất dễ nhá, mà trông nó kiểu dáng rất là sang trọng, lịch lãm. Văn Hội cũng rất thích cái kiểu la răng như thế này. Trên tay nắm cửa thì chúng ta có nút cảm ứng nhiệt như thế này. Chúng ta khóa được cửa bằng một cái chạm vân tay. Trong khi đó mở cửa chúng ta chỉ cần đưa tay vào thế này thôi. Chúng ta đưa tay vào thôi, khi mà chìa khóa ở gần nhá, là mở cửa đóng cửa rất tiện luôn đấy ạ. Chúng ta có gì nữa ở phần phía thân xe này nào? Thân xe đó chính là ở phần phía đuôi sau, có một cái dạng thiết kế cực kỳ là thể thao. Anh mới quay sẽ tiến gần hơn để cùng tìm hiểu. Đây là phần thiết kế phần phía đuôi phía sau của chiếc Toyota Corolla Cross 1.8G phiên bản mới nhất hiện nay. Từ phía trên, nhà sản xuất sẽ trang bị cái anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio rất tốt. Trong khi đó, crossover mà gạt mưa ở phía sau này hay là đèn phanh ở trên cao thì đều được trang bị. Cái cụm đèn ở phía sau của Cross trông rất thể thao, khỏe khoắn, cũng như logo 1.8G. Chúng ta có một chiếc camera lùi ở phía sau được hiển thị trực tiếp lên trên màn hình 9 inch theo xe. Trong khi đó là logo Corolla Cross thì được mạ chrome kết hợp với logo Toyota. Chúng ta có gì ở đây? Đây là tổng quan phần phía cốp sau. Cốp sau của xe thì nhà sản xuất trong được tặng thêm một bộ thảm nỉ này. Đây là một màu nội thất màu nâu đỏ, rộng rãi, sang trọng. Trần xe cao, nhà sản xuất trang bị cái trần xe nó sẽ hõm cao lên như thế này. Trong khi đó trần màu đen Văn Hội thì rất thích, nó vừa sạch, sang. Đây là lốp sơ cua. Vậy là lốp sơ cua cũng như kích tuýp lốp tay quay cũng sẽ đều được tích hợp theo xe luôn. Về phần cảm biến thì sao ạ? Về phần cảm biến, xe trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. Đây là những cái mắt cảm biến cảnh báo va chạm sau này, cũng như cái độ thoát gầm ở phía sau này. Nếu chúng ta lùi lên một cái chớn nào đấy đến tận hơn 450cm, cái độ thoát gầm ở phía sau rất cao nhá. Văn Hội đánh giá rất cao những cái thiết kế của Cross, khi mà cái khả năng di chuyển đa địa hình linh hoạt, rất khỏe. Còn ở bên trong nào, từ hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, chìa khóa thông minh,
điều hòa hai vùng độc lập hay sự an toàn lên đến 7 túi khí thì sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện nội thất của chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G model mới nhất hiện nay. Nào, chia sẻ với anh chị rằng là Cross thì với hai tông màu nội thất, đó chính là màu nội thất nâu đỏ như bên các anh chị đang nhìn ở đây, rất sang trọng. Trong khi đó màu nội thất thứ hai đó chính là màu nội thất đen, cũng cực kỳ là lịch lãm và quý phái. Nào, để xem rằng là Cross sẽ trang bị những cái tính năng gì từ cái phiên bản G như thế này. Văn Hội thích nhất đầu tiên là cái khối động cơ cũng như là hộp số, ách khung gầm thì toàn bộ cả ba phiên bản đều là như nhau cả. Đặc biệt nhất là bản V hay bản G như vậy. Nào, phần tappy cửa chúng ta có gì? Cái tappy cửa của dòng crossover của bản G sẽ tay nắm báng rất là to này, hay như hộc để đồ rộng. Về phần loa, xe trang bị giải trí lên đến 6 loa. Trong khi đó phần chỉnh kính điện này thì cả kính lái cũng như là mọi thứ thì đều được trang bị là auto một chạm luôn đấy ạ. Cái tay nắm cửa thì được mạ cái màu sơn bạc này, rất sang trọng, hay như cái lần da này, Văn Hội đánh giá rất cao nhá. Tiếp đến nào, chúng ta sẽ có ghế điện. Xe trang bị ghế điện chỉnh lên đến 8 hướng. Bản G đấy ạ, mà chỉnh điện 8 hướng rất dễ chịu. Trong khi đó là đèn, xe trang bị là chỉnh góc đèn theo số lượng người ngồi. Xe 5 chỗ ngồi, chỉnh góc đèn đúng theo số lượng người ngồi luôn, rất hay. Còn ở bên trong phần nội thất xe sẽ trang bị những gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong giao diện chi tiết nhất của chiếc Cross 1.8G. Ấn tượng đầu tiên đây ạ, một chiếc màn hình giải trí lên đến 9 inch, có kết nối CarPlay cũng như Android Auto, đã được trực tiếp là tích hợp trên chiếc Toyota Cross 1.8G rồi. Với cái màn hình này thì chúng ta sẽ có những cái tính năng gì ạ? Chúng ta còn sử dụng được cả trình duyệt để xem được video. Tiếp đến đó chính là chúng ta còn có cả cài đặt để kết nối cả Wi-Fi nữa. Chắc chắn rồi, rất tuyệt vời. Màn hình thì sẽ có kết nối CarPlay, Android Auto không dây, không cần dây luôn đâu anh chị nhá. Rất hay đó ạ. Nào, chúng ta sẽ thử cùng test luôn trước khi mà chúng ta đi thêm các phần khác nào. Anh chị chỉ cần vào đâu ạ? Chúng ta chỉ cần vào Bluetooth thôi. Rất đơn giản rồi. Ở điện thoại ví dụ như iPhone thì chúng ta vào CarPlay. Chúng ta để chờ ở đây. Đúng không ạ? Tiếp đến thì chúng ta sẽ cần làm gì nào? Những cái thao tác rất nhanh thôi. Và chúng ta có thể kết nối được thêm thiết bị. Tìm kiếm thiết bị. Đúng không ạ? Ở đây cái danh sách thiết bị, chúng ta sẽ có những cái thiết bị gì? Đây, như chiếc iPhone 11 Pro Max đây. Chúng ta sẽ chọn ghép đôi, chọn OK, chọn cho phép. Hệ thống sẽ kết nối hoàn toàn là tự động, không cần dây. Chúng ta tự động không cần dây đâu anh chị nhá. Không cần dây thì toàn bộ cái màn hình của xe và màn hình của điện thoại này, anh chị nhìn thấy này, nó sẽ được hiển thị trực tiếp lên trên này luôn. Trực tiếp CarPlay, dẫn đường, điều khiển, nghe nhạc. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Ok. Kết nối điều khiển cả tìm đường bằng giọng nói. Tìm đường bằng giọng nói luôn nhá anh chị nhá. Chúng ta thử luôn đi ạ. Linh Đàm, Hà Nội. Chúng ta sẽ đến được ngay cái khu đô thị Linh Đàm. Tiếp tục đi thẳng qua công ty cổ phần. Rất hay. Cái kết nối CarPlay và Android Auto này Văn Hội đánh giá rất cao. Ok, tiếp đến nào. Chúng ta sẽ dừng tạm thời ở đây để chúng ta xem, chúng ta sẽ thoát đi. Chúng ta sẽ xem thêm những các ứng dụng khác như nghe nhạc, gọi điện thoại. Tất cả đều rảnh tay hết. Và trên vô lăng Cross sẽ có cái nút rảnh tay như thế này. Chưa hết đâu ạ. Chúng ta sẽ đi từng phần nào. Từ bên phải này thì chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động và chế độ Eco Heat tiết kiệm và chế độ ngắt cái cửa gió điều hòa sau. Xe đã trang bị cửa gió điều hòa sau rồi nhá. Cross G đã trang bị cửa gió điều hòa sau này, mà chúng ta có thể điều khiển để khóa nó và ngắt nó được. Ngắt ở đằng trước đây. Rất đơn giản đúng không ạ? Điều hòa thì tự động rồi.
đến tay số nào. Tay số xe trang bị là camera lùi có vạch dẫn hướng, cảm biến lùi cũng như là hộp số CVT. Tay số được cần bọc da và có giải số M, di chuyển số bằng tay, rất linh hoạt. Hai hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử thì cũng sẽ được trang bị trên chiếc Cross G. Chúng ta có một cái lẫy gài nhỏ để trong trường hợp mà khẩn cấp chúng ta sẽ đưa về số mo này để đẩn xe đi. Gì nữa nào? Bệ tì tay. Bệ tì tay lại tích hợp thêm cả cái cổng như thế này để chúng ta thêm tẩu sạc này. Ở trên, chúng ta dần lên trên sẽ có một gương điện chống chói. Vậy là bản G, anh chị có thể nhìn thấy tổng quan đây không ạ? Nào thử màn hình 9 inch kết nối không dây, điều hòa tự động, hộp số vô cấp, kiểm soát lực kéo. Chúng ta lại còn có cả gương điện tự động chống chói. Trần thì màu đen, rất sang trọng, sạch sẽ. Vô lăng, xe trang bị được vô lăng là khâu bọc da. Khâu bọc da cao cấp luôn. Trong khi đó bảng đồng hồ trung tâm, chúng ta được tích hợp một màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, có khả năng hiển thị km/h bằng điện tử hay như các cảnh báo phụ trợ khác, điều khiển cả cảm biến trước sau. Hay như chúng ta còn có phần ở trong phần cài đặt này, chúng ta chọn được ngôn ngữ, chúng ta sử dụng được cả tiếng Việt luôn nhá. Chúng ta sử dụng được cả tiếng Việt. Không chỉ có vậy đâu ạ, mà chúng ta còn có phần cài đặt xe. Trong này thì PPMS, đó chính là áp suất lốp. Nhà sản xuất đã được tích hợp luôn là hệ thống cảnh báo số lốp trên chiếc Cross bản G. Dù là bản G vẫn được trang bị, phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nhiều hiển thị, quãng đường đi, thông tin lái, nó sẽ rất nhiều cái hiển thị phụ trợ để anh chị có thể kiểm soát được. Bên trái đó chính là đồng hồ vòng tua động cơ, ở giữa là đồng hồ báo nhiệt độ nước, giữa đây là đồng hồ báo xăng và đồng hồ vòng tua, đồng hồ vận tốc km analog. Trong khi đó điện tử thì vẫn được sẵn sàng. Xe trang bị cụm đèn là auto tự động tích hợp với đèn sương mù LED hay như gạt mưa, chỉnh in time thời gian theo ý muốn. Đây, nấc chỉnh in time đây. Chúng ta nhìn thấy tổng quan đây không ạ? Chúng ta có gì ở đây nữa? Vô lăng sẽ có thoại kích hoạt. Ok, chúng ta điều khiển được luôn đây này. Chúng ta điều khiển được cả Siri luôn. Bằng giọng nói luôn nhá. Hai thoại rảnh tay, điều khiển đa thông tin, tăng giảm âm lượng và next chuyển kênh. Chúng ta còn có hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình, rất tuyệt vời, cũng như mode AM, FM, Bluetooth. Về phần an toàn thì sao nào? Ở trong này thì chúng ta thấy được rằng là sự an toàn rất tuyệt vời. Xe trang bị lên 7 túi khí, Cross trang bị lên đến 7 túi khí anh chị nhá. Kết hợp với khung hoa của Toyota, hai hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc. Tính năng khởi hành ngang dốc Văn Hội đã test ở nhiều clip khác nhau rồi, thì bản G cũng sẽ được trang bị kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, phân bố được phanh điện tử, tất cả trên phiên bản G ở đây. Giải trí lên đến 6 loa, âm thanh cực kỳ là sắc nét. Ghế da hay như là những cái ghế bọc da này, anh chị có thể nhìn thấy này, ghế da có lỗ thông khí, cùng với đó là cái hộc để đồ to bản rất rộng. Và một cái điểm mạnh nữa đó chính là xe bảo hành lên đến 5 năm. Mua Corolla Cross mà chúng ta có bảo hành lên đến 5 năm đi quá là tuyệt vời luôn, yên tâm đúng không ạ? Chúng ta yên tâm trên mọi cung đường. Đó chính là tổng quan chi tiết chiếc Toyota Cross 1.8G. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang ngay cái phần tiếp theo, đó chính là phần ngồi ở hàng ghế thứ hai, sự rộng rãi, linh hoạt là như thế nào. Xin mời anh chị. Đây là không gian ở hàng ghế thứ hai của Corolla Cross bản G. Đầu tiên là cái khoảng để chân rất rộng rãi, hay như cái trần Văn Hội cao 1m7 hơn mà ngồi cũng rất dễ chịu. Trần cao, vẫn có tay nắm này, hay là đèn đọc bản đồ ở phía sau. Tựa tay cho hàng ghế thứ hai có những hộc để cốc như thế này. Thì cửa gió điều hòa sau, lúc nãy Văn Hội đã chia sẻ rồi, cũng đã được trang bị. Lưng ghế này còn được để những cái gói tạp chí. Và ghế này thì còn chúng ta còn gập phẳng được này. Chúng ta gập phẳng là một, và chúng ta ngả được thêm 15 độ. Chúng ta ngả thêm 15 độ anh chị nhá. Ở đây chúng ta vẫn có một cái kính góc. Kính góc này rất hay để trong những cái trường hợp mà chúng ta cứu hộ nhanh. Rất tuyệt vời đúng không ạ?
Đường trường thì Cross được chia sẻ là đâu đó bản G lăn bánh 100 km chỉ có hơn 5 lít thôi ạ. Rất dễ chịu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngay phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là review cực kỳ là chi tiết chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, phiên bản nâng cấp mới nhất hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tổng giá lăn bánh cho từng vùng miền. Như anh chị cũng đã biết thì mức thuế ở một tỉnh đang áp dụng là 10%, trong khi đó Hà Nội là 12, biển số Hà Nội Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu đồng, các tỉnh thành khác từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng tùy từng tỉnh thành, quận, huyện, thị trấn. Một chiếc Corolla Cross 755 triệu đồng cho phiên bản mới nhất hiện nay, nâng cấp màn hình lên đến 9 inch thì tổng giá lăn bánh đâu đó chỉ nhỉnh hơn 800 triệu một chút thôi. Văn Hội sẽ sâu chi tiết lên trên màn hình và chắc chắn những cái giá bán này nó chỉ là giá niêm yết, chưa bao gồm chương trình khuyến mại đâu nhá. Chương trình khuyến mại sẽ áp dụng theo từng thời điểm. Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để nhận báo giá khuyến mại tốt nhất của cái thời điểm hiện nay. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.